là Uru vĩ đại, là chúa tể rừng xanh. Nghe không thuyết phục lắm, vì Gon đang nằm trên bụng ngài. Cái gì? Không, không sao đâu, cậu cứ ăn đi. Ta không phải đi đâu mà. Bọn mình biết làm gì với ngài ấy đây? Thật là... Chúng chạy đi đâu vậy? Ôi không không không, chúng làm gì vậy chứ? Không thể làm vậy trước mặt ngài Uru. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đây. Có chuyện gì vậy? Mấy cậu nghĩ sau khi nhìn thấy ông ta như vậy, chúng tôi vẫn kính sợ ông ta sao? Uru, vua rừng xanh à, đúng là nực cười. Có ngon không? Tốt, loại nấm ta yêu thích đấy. Mau ăn đi, cứ tự nhiên nhé. Chuyện này thật đáng xấu hổ mà. Ngài Uru đã đánh mất lòng tự trọng, chúng ta phải làm gì đó. Cỏ ở đây ngon quá, có lẽ chúng ta nên chuyển đến đây. Thức ăn ở đây rất tuyệt, vậy chuyển đến đây nhé. Wow, họ to lớn thật đấy. Chúng làm gì ở đây? Không hay rồi. Họ là ai ạ? Chúng là bầy Wyvern. Chúng kiểm soát phía bắc khu rừng. Chúng rất nguy hiểm. Chúng đã xâm chiếm và phá hủy rất nhiều khu rừng. Gì con khủng long đó? Mà ta phải lén lút ăn sau lưng nó thế này. Chuyện gì thế? Ai làm ồn vậy? Chúng ta nên trốn đi thôi. Chúng đến rồi. Lâu rồi mới gặp lại, Uru nhỉ. Sao ngươi dám xâm phạm lãnh địa của ta? Ngươi vẫn vậy. Cái tôi vẫn quá lớn, nhưng trông ngươi được đấy. Tốt hơn ta tưởng. Nghe đồn ngươi ốm yếu lắm. Ngươi nói sao? Ta nghe nói có một con vật nhỏ mới xuất hiện. Nó quản lý ngươi chặt lắm. Ngươi ngắm biển vào. Bình tĩnh đi nào, lớn xác, đồ tự phụ. Hãy xem đây. Thưa ngài Uru, mấy cậu kia sao lại đứng chung với chúng? Chuyện là, thực ra chính chúng tôi đã đến tìm họ. Cái gì? Thật không thể tin nổi. Các cậu nói muốn kết thân với chúng sao? Chúng tôi nghĩ nếu hợp sức với họ, chúng ta có thể đánh bại Gon. Rõ ràng người không thể tự mình làm việc đó. Nếu người chấp thuận, bọn ta có thể giúp. Im đi. Sau những chuyện người làm, sao ta lại tin người chứ? Bọn ta cũng sẽ giúp người. Jack, người cũng muốn chiến đấu sao? Một khi con khủng long đó còn ở đây, chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát khu rừng. Phối hợp sức mạnh và cùng chiến đấu sẽ là một chiến thuật hay đấy. Ngài Uru, xin ngài làm ơn đi. Chúng tôi không thể chịu nổi việc ngài Uru vĩ đại bị lôi ra làm trò cười. Bọn tôi ghét chuyện đó. Bọn tôi muốn ngài trở lại như xưa. Thật sao? Thôi được rồi. Nếu các người tự tin thì làm thôi. Cuộc chiến bắt đầu. Chiến đấu nào. Wow, đây đúng là một đội quân mạnh. Nhìn chúng ta này. Đúng vậy, chúng ta thật đặc biệt và hùng mạnh nữa. Chúng ta không thể thất bại. Tốt, tốt lắm. Sao thế?
Lúc đầu chúng ta mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại yên lặng nhẹ nhàng thế này? Trong chiến đấu phải dùng cả đầu óc nữa. Dội vàng hấp tấp đủ rồi, bây giờ chúng ta chờ đợi. Khi con khủng long đó vào hang ăn nấm. Đúng vậy, một khi nó bước vào hang, chúng ta sẽ đẩy đá xuống để lấp miệng hang. Nó sẽ bị kẹt bên trong. Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Ôi, cậu ta đến rồi kìa. Cơ hội đây rồi. Tất cả vào vị trí. Rõ, tôi đi ngay. Chạy nhanh nữa đi. Đây đây, của người hết đây. Cậu ta vào hang rồi. Làm đi, đẩy hòn đá xuống. Chúng ta thành công rồi. Đúng vậy, ta thành công rồi, thưa ngài. Chiến thắng thật tuyệt vời. Uru. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Xin lỗi nhé, Uru. Nhưng chuyện về khu rừng này ấy mà, số phận đã an bài. Từ nay, đàn Wyborn sẽ làm chủ nơi này. Các người đùa chắc. Nơi này thuộc về ta, không phải là ngươi hay bất kỳ ai. Tránh ra đi. Ngươi không đánh nổi hắn đâu. Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Này, cẩn thận. Chuyện sẽ tệ lắm đây. Rời khỏi đi mau. Nhưng tôi xin lỗi về chuyện này, ngài Uru. Người chấp nhận sự thật và đầu hàng đi, Uru. Không thể, không thể nào. Ngươi sẽ không gặp may nữa đâu. Bắt lấy nó. Chúng ta làm chủ nơi này. Không thể tin nổi. Sao nó làm được như thế? Chúc vui vẻ. Được rồi. Lại đây đi. Thử cố hết sức xem nào. Đừng đến gần ta. Ngươi muốn gì ở ta? Cái gì? Ngươi làm gì vậy? Định chế giễu ta sao? Thế đấy, cũng không khó lắm, kết thúc rồi. Cái gì vậy? Thả ta ra, xuống khỏi người ta mau. Nói để người biết, nó không để người đi dễ dàng thế đâu. Ừ.
Làm ơn đi, ta không chịu nổi nữa. Không thể chịu nổi. Không thể. Thật đấy, ta mệt lắm rồi. Ta xin ngươi đấy. Vậy là chúng ta sẽ được giải trí cả đêm. Nhờ có Hedo, ta đã được tự do làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Vâng, chúng tôi rất vui vì cuối cùng ngài cũng trở lại như xưa. Làm ơn tha lỗi cho những việc chúng tôi đã làm. Chúng tôi xin lỗi nhé. Tất nhiên rồi, chuyện ta làm thật đáng xấu hổ. Ôi không, không, xin ngài đừng khóc, ngài Uru. Đừng như thế mà. Tôi muốn về nhà, tôi cũng vậy. Làm ơn, ta xin người đấy, để ta yên. Ôi, trông ngon lành thật đấy. Cái gì vậy? Là con gì vậy? Không thể nào. Đúng vậy, không thể. Chắc anh ngủ mơ rồi. Phải đấy, là thật. Tôi thề chính mắt tôi nhìn thấy mà. Không phải tôi mơ ngủ đâu. Tôi chưa từng nghe kể về loài đó. Mà tôi cũng đã nhiều tuổi rồi. Con vật đó không hề tồn tại. Không, chuyện này là thật. Sao không ai tin tôi vậy? Nó có thật mà, tôi đã nhìn thấy nó. Chú ý, Uru, chúa tể rừng xanh giá lâm. Nó là con vật to lớn nhất tôi từng thấy. Khoan, khoan đã. Họ phớt lờ chúng ta sao? Chúng ta không được tôn trọng. Đúng đấy, nó còn to hơn cả cái cây kia. To hơn nhiều là đằng khác. Sao? Lớn thật đấy, có chắc không vậy? Thông minh lên đi, làm sao là thật được chứ? Đúng thế, anh ta phóng đại lên thôi. Trên thế giới này làm gì có ai to lớn đến vậy? Ta là vua của khu rừng này kia mà. Sao con thú nhỏ xíu này cứ đánh ta thế? Ôi, tôi không thể nhìn cảnh này nữa. Ngài Uru, ngài là vua, ngài là người hùng của chúng tôi. Ngài là vua, ngài là vua, ngài là vua. Đúng vậy, ta chính là vua. Không ai có thể gây sự với ta. Ta là vua rừng xanh, là kẻ mạnh nhất. Ôi, đúng là... Ta... 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 Ta là Uru, là vua rừng xanh. Ta nghĩ thế. Được rồi, không tin thì thôi, tôi không quan tâm. Đừng ăn nữa, chỗ này là dành cho ngài Uru mà. Mặc kệ cậu ta đi, cậu ta chẳng nghe lời anh đâu. Phải đấy, cậu ta không nghe đâu. Cứu với! Cứu với! Nó lớn thật đấy. Nó to khổng lồ. Ngài Uru, ngài không sao chứ? Đầu tiên là con, bây giờ đến con vật này. Khu rừng này bị làm sao vậy? Không, ta là vua mà.
sợ quá. Này, to béo, chúng ta sẽ chiến đấu. Hả? Sao thế? Ngươi sợ à? Không ai có thể gây sự với ta. Suku. Suku. Cô thật đặc biệt. Cô là anh hùng. Tôi sao? Cô đã đuổi con quái vật khổng lồ đó đi. Thật đáng kinh ngạc. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Họ rất vui vẻ và họ nghĩ chúng ta đã làm con thú đó sợ. Có lẽ là đúng thế. Phải, có thể lắm. Các anh có tin nổi không? Cậu nhóc kia đánh bại con quái vật đó đi. Nó tấn công ta bất ngờ thôi. Chứ lẽ ra ta cũng có thể dễ dàng đánh bại nó. Ta chỉ cần đấm một cái là nó gục ngay. Tất nhiên rồi, ngài là vua của rừng xanh mà. Không, đừng làm vậy chứ. Tớ và mẹ vừa đuổi con quái thú đi. Tớ không muốn nó quay lại đâu. Này, cậu đi đâu thế? Suku, Suku, Suku. Này, ai cho phép các ngươi uống nước ở vũng nước của bọn ta? Vấn đề đã được giải quyết. Gian, làm vậy không hay đâu. Sao? Tôi khát mà. Tôi cần uống nước. Chạy đi. Cậu không sao chứ? Ôi không. Cứu với, tôi ngã mất. Hết cách rồi, mình phải tìm cách ngăn con quái thú này lại. Nghe ta nói này, người càng chống cự, cậu ấy càng vui đấy. Thấy chưa, cậu ấy sẽ không dừng lại đâu. Thật đó. Wow, cảnh đẹp quá. Ngươi làm gì vậy? Ngươi lại làm gì vậy? Hả? Cuối cùng thì nó cũng bình tĩnh lại rồi. Nhẹ cả người. Phải rồi, sau từng đấy chuyện, cậu quyết định sẽ nằm đây ngủ một giấc à? Cậu đúng là kỳ lạ thật. Cậu biết chưa, như tớ vẫn nói đấy, nếu không thể đối đầu thì hãy bắt tay nhập hội. Này, thậm chí còn lớn hơn. Ôi, thật không thể tin nổi. Xin đừng làm hại chúng tôi.
Cô là... Hả? Cô ấy... Chắc đó là mẹ cậu ấy. À, thì ra là vậy. Cậu ấy bị lạc mẹ. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ lớn xác, rất yêu mẹ thôi. Này, đừng. Làm ơn, đừng mà. Gon, xuống đây mau. Để họ yên đi. Với mẹ hả? Gì thế? Ôi trông ngon quá. Tớ lấy một quả nha. Một quả thôi, tớ đói rủ ra rồi. Vẫn còn nhiều mà. Một quả có đáng gì đâu chứ. Gì thế này? Sao mình cứ như mẹ của nó vậy? Tại sao chứ?